Sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 9, theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người và bị thương 23 người. Trong 2 ngày lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã tổ chức 958 cuộc tuần tra kiểm soát với 3.256 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện 5.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng, tạm giữ 914 phương tiện vi phạm, tạm giữ 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe. Ngày 2 tháng 9, đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận được 5 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.